Đàm Vĩnh Hưng ra Hà Nội dâng hương tổ nghề sân khấu. Giọng ca tan vỡ bày tỏ sự xúc động khi lần đầu được tham gia buổi lễ giỗ tổ nghề sân khấu do các nghệ sĩ Hà Nội tổ chức. Tối ngày 12 tháng 9, lễ giỗ tổ nghề sân khấu do câu lạc bộ nghệ sĩ Hà Nội tổ chức diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô. Đây là lần đầu tiên đông đảo nghệ sĩ miền Bắc quy tụ tại một sân khấu hoành tráng của thủ đô trong ngày giỗ tổ. Đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Lê Chức giữ vai trò chủ tế, giọng đọc hùng hồn, hào sảng, lên bổng xuống trầm của nam nghệ sĩ gạo cội khiến không khí lễ giỗ tổ thêm phần trang nghiêm. Sau phần văn khấn lễ, các nghệ sĩ thành kính xếp hàng dâng hương lên bàn thờ tổ. Nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng thắp hương trên bàn thờ tổ nghề. Ông đồng thời cũng là một thành viên trong ban tổ chức, người góp công không nhỏ trong xây dựng kịch bản cho buổi lễ. Đàm Vĩnh Hưng cũng đáp chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội để tham dự lễ giỗ tổ. Nam ca sĩ cho biết anh xúc động khi được dâng hương cùng các nghệ sĩ miền Bắc trong một buổi lễ được tổ chức hoành tráng. Ngay sau đó, ông Hoàng Nhật Việt hát ca khúc Phận Tơ Tằm. Quán quân Sao Mai 2015 dòng nhạc dân gian Thu Hương diện áo dài trắng, thành kính trước bàn thờ tổ. Ca sĩ Thu Phương trong dòng người xếp hàng cúng tổ. Nữ ca sĩ vừa trở về Việt Nam để ra mắt album mới hợp tác cùng nhạc sĩ trẻ Dương Trường Giang. Nghệ sĩ ưu tú Phương Khanh, gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, đồng thời cũng là diễn viên cải lương. Buổi lễ cũng dành một phút để tưởng nhớ các nghệ sĩ đã qua đời gần đây như nhạc sĩ Thanh Tùng, Lương Minh, ca sĩ nhạc sĩ Trần Lập và nghệ sĩ ưu tú Hán Văn Tình. Tại lễ giỗ tổ nghề sân khấu, ban tổ chức cũng trao quà tri ân cho các nghệ sĩ gạo cội như nghệ sĩ ưu tú Lê Mai, nghệ sĩ nhân dân Đàm Liên vì đã có những đóng góp lớn lao cho nền nghệ thuật nước nhà. Ca sĩ Minh Quân, Thái Thùy Linh và nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc được trao kỷ niệm chương nghệ sĩ vì cộng đồng. Nam Tào bận nên đồng nghiệp thân thiết là nghệ sĩ nhân dân Tử Long lên nhận thay. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!